thần cấp ở rể, diệp vô phong. chương 766 đã sớm vượt qua. Đường chảm biết diệp vô phong chỉ đang chuẩn bị tấn công, trong trạng thái này, diệp vô phong có thể nghĩ ra một loạt chiêu thức và phương thức tấn công. Nhiều khả năng khác nhau đã xuất hiện trong đầu diệp vô phong, chỉ cần diệp vô phong ra tay, nhất định sẽ giết hết bọn họ. Diệp vô phong lạnh lùng nhìn đường chảm, vậy ý của cậu là muốn đối nghịch với tôi, đúng không? Đường chảm cười khổ nói, lão đại, sao em dám chống lại anh chứ, em chỉ không muốn anh rơi vào trạng thái điên cuồng, anh cũng nên biết hiện tại trạng thái của anh rất không ổn định, chuyện trước kia đã đủ đáng sợ rồi, em không hy vọng anh phải trải qua điều đó một lần nữa. Diệp Vô Phong chỉ thản nhiên đi về phía trước, nhưng cứ mỗi một bước, trong lòng đường chảm và lộ á lại nhảy dựng lên, giống như là dẫm nát trái tim của bọn họ. Lúc này, đám người Tây Hồng không biết suốt cuộc Diệp Vô Phong muốn làm gì nhưng anh ta biết chuyện xảy ra hiện tại nhất định không đơn giản, ngay cả đường chảm cũng đã xuất hiện ở nơi này, hai vị tứ đại thiên vương của Long Môn đều lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, thậm chí có chút sợ hãi, bọn họ biết trạng thái bây giờ của Diệp vô phong tuyệt đối không đơn giản. Đường chảm nói với lộ á, tôi nghĩ bây giờ anh rời đi cũng không sao. Tôi có thể ngăn lão đại lại, hiện tại rõ ràng là lão đại đã không có lý trí. Tôi đoán nếu tôi dám ngăn anh ấy, anh ấy cũng sẽ chém tôi. Lộ á nghiến răng nghiến lợi, tuy rằng rất quật cường, nhưng anh ta cũng biết những lời đường chảm nói là cách lý trí nhất, mặc dù cảm thấy có chút xấu hổ khi phải trốn tránh, nhưng anh ta cũng biết tình huống hiện tại nhất định rất nguy hiểm, không còn ở trong phạm vi mà anh ta có thể kiểm soát. Lúc đầu anh ta tới nơi này là để giết Diệp Vô Phong, đương nhiên anh ta chưa từng nghĩ Diệp Vô Phong sẽ ở trạng thái như vậy, phải biết rằng 5 năm trước Diệp Vô Phong cũng chỉ có một lần có cảm xúc như vậy, cho dù gặp phải một nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm thì Diệp Vô Phong cũng chưa từng xuất hiện biểu cảm này. Anh ta cũng biết rằng sở dĩ Diệp Vô Phong như thế này là vì anh ta nói sẽ giết vợ của Diệp Vô Phong, đó là một điều cấm kỵ. Anh ta luôn biết rằng tuyệt đối không thể dùng người mà Diệp Vô Phong quan tâm nhất để uy hiếp Diệp Vô Phong, nhưng vừa rồi anh ta quá tự đắc đến mức nghĩ rằng mình có thể giết chết Diệp Vô Phong. Audio điện tử Võ Tấn Bền Đường chảm lúc này cũng không biết phải làm sao, lộ á là tứ đại thiên vương, Diệp vô phong thật sự không thể giết lộ á, nếu không thì anh sẽ không quan tâm đến loại chuyện này. Đường chảm biết lộ á bây giờ không đến mức bị tội chết, cho nên nếu lúc này Diệp vô phong giết chết lộ á, anh sẽ không có cách nào trở lại Long Môn, cho dù Diệp vô phong đã nói sẽ không bao giờ trở lại Long Môn, nhưng anh ta vẫn nghĩ điều có thể thương lượng lại được. Và chờ sau khi công ty Hoa Cường thực sự trở nên mạnh mẽ ơ hoa hạ, việc ra khỏi hoa hạ là điều bình thường. Khi đó, cho dù Diệp Vô Phong không muốn trở lại Long Môn, cũng không thể thoát các loại quan hệ quốc tế. Cho dù Diệp Vô Phong đã ở ẩn, nhưng loại chuyện này thật sự không thể ở ẩn, nếu như Diệp Vô Phong chỉ ở hoa hạ thì đương nhiên là có thể, nhưng hiện tại tham vọng của Lâm Thư Âm không phải chỉ muốn phát triển ở hoa hạ. Chắc hẳn Lâm Thư Âm muốn đưa Hoa Cường trở thành công ty hàng đầu trên thế giới. Và nếu muốn làm điều này, Diệp Vô Phong phải bước ra quốc tế, và trong trường hợp này, những người biết Diệp Vô Phong lúc trước cũng sẽ nhận ra anh. Đường Trảm vẫn luôn chờ đợi loại chuyện này xảy ra, nhưng hiện tại sự xuất hiện của Lộ Á đã phá vỡ kế hoạch của anh ta, anh ta biết nếu Lộ Á bị Diệp Vô Phong giết chết, cho dù Diệp Vô Phong có tiến vào quốc tế lần nữa, anh nhất định sẽ bị kéo vào chỗ chết bởi vì chuyện này. Khi đó, vị trí chỉ huy của Long Môn sẽ có thể không phải của Diệp Vô Phong mặc dù anh ta và Sâm Lâm vẫn luôn ủng hộ anh. Đường chảm biết rõ chuyện này, nên khi thấy Diệp vô phong cách mình chưa tới 10 mét, anh ta rút sao ra, anh ta biết điều duy nhất có thể làm bây giờ là chống cự thật tốt đòn tấn công của Diệp vô phong, chỉ cần chặn đòn tấn công của Diệp vô phong, để lộ á rời khỏi nơi này trước, Diệp vô phong sẽ phục hồi lại. Diệp vô phong rừng dưng nhìn đường chảm, cậu không cho tôi giết anh ta, nhưng anh ta đã uy hiếp tôi, cho nên cậu và anh ta cùng một nhóm sao. Đường Trảm bất lực nói, "Lão đại, anh có thể biết lòng trung thành của em đối với anh mà, em sẽ không bao giờ phản bội anh." Diệp Vô Phong nói, "Vậy cậu tránh ra." Đường Trảm lắc đầu, nhưng như vậy cũng không được, em tuyệt đối không thể để cho anh giết Lộ Á, hiện tại anh đang mất lý trí, lão đại, anh phải tỉnh táo lại. Diệp Vô Phong hờ hững nói, "Làm sao cậu biết tôi mất lý trí? Chẳng lẽ 5 năm, năm qua tôi không có chút tiến bộ sao?" cậu vẫn cho rằng tôi vẫn đang ở trong trạng thái tiêu diệt lôi xà kia sao? Đường chảm kinh ngạc nhìn Diệp vô phong, Diệp vô phong chỉ lạnh lùng nhìn đường chảm, đường chảm lúc này mới biết hóa ra Diệp vô phong vẫn luôn rất bình tĩnh, chẳng qua là do hai người đều bị sự tình năm đó ám ảnh làm cho hoảng sợ thôi. Cho nên mới luôn nghĩ rằng Diệp vô phong vẫn đang ở trong tình trạng không có lý trí. Nhưng sau khi nhìn lại, họ mới nhận ra rằng chỉ là bọn họ nghĩ bậy thôi, bây giờ trạng thái của Diệp vô phong rất bình tĩnh, chỉ là Lộ Á lại nghĩ đến một chuyện còn tệ hơn, đó là dưới hoàn cảnh bình tĩnh mà Diệp Vô Phong vẫn định giết anh ta, vậy thì đó không phải là nhất thời kích động. Trong lòng anh ta càng run sợ hơn, nhưng ngay sau đó anh ta nói với Diệp Vô Phong, nếu như anh không phải luôn luôn có ý niệm trở lại Long môn, tại sao lại tăng thực lực đến trạng thái cực hạn như vậy? Diệp Vô Phong chỉ thờ ơ nói, tôi cũng không muốn, nhưng trạng thái này sau khi bị kích thích từ trước đến nay vẫn luôn tồn tại. Trên thực tế anh cũng có thể thử kích thích trạng thái này, trong trường hợp này thì anh có thể đánh với tôi một trận. Những lời của Diệp Vô Phong khiến anh ta cười khẩy, nói, vậy anh thật sự là quá ngây thơ rồi, anh cho rằng anh có thể làm là chúng tôi cũng có thể sao? Anh quá tự cho mình là đúng rồi, lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng thế. Diệp Vô Phong xua tay, tôi biết anh có oán hận với tôi, nhưng chuyện anh không nên làm nhất là lấy vợ tôi ra uy hiếp tôi, nếu là người khác, sẽ hoàn toàn không có cơ hội đứng ở chỗ này nữa đâu. Tôi biết anh có dã tâm, nhưng dã tâm của anh không liên quan gì đến tôi. Tôi xin anh đừng làm phiền cuộc sống của tôi, nếu không tôi sẽ đánh tan cả đội của anh." Lộ Á lộ ra vẻ không vui, nhưng Diệp Vô Phong hiện tại vẫn đang duy trì trạng thái chiến thần này, cho nên anh ta cũng không dám nói nặng gì cả. Dù sao ở trạng thái này của Diệp Vô Phong, muốn giết chết anh ta thật sự rất dễ dàng. Chương 767: Sự hăng hái của năm đó. Diệp vô phong lãnh đạm nói, hiện tại anh có thể rời khỏi nơi này, tôi hy vọng anh đừng để cho tôi gặp lại, nếu không tôi thật sự sẽ giết chết anh, một câu này tôi nhất định không nói giỡn, anh cứ tự giải quyết cho tốt đi. Sau khi Diệp vô phong nói xong, lộ á chỉ biết nghiến răng nghiến lợi, tuy rằng không muốn rời đi, nhưng anh ta cũng biết tiếp tục ở lại sẽ không có kết quả tốt, cho dù anh ta có để toàn đội ra cũng nhất định không phải là đối thủ của Diệp vô phong. Anh biết tranh lệch khoảng cách giữa anh ta và Diệp vô phong. Tuy rằng anh ta đã cố gắng như vậy, nhưng thiên phú quả thực là một điểm rất quan trọng, đặc biệt là khi Diệp Vô Phong kích phát đến trạng thái đỉnh cao lúc ban đầu, cho dù là tứ đại thiên vương cùng tiến lên cũng không nhất định là đối thủ của Diệp Vô Phong hiện tại. Vì vậy, bây giờ anh ta chỉ có thể quay người rời đi. Đường chảm nhìn thấy Diệp Vô Phong lúc này cũng chỉ biết nở nụ cười, anh ta biết Diệp Vô Phong sẽ rất khó chịu, anh ta cũng biết mình đã làm sai, nhưng hiện tại trong lòng anh ta chỉ có vui mừng bởi vì anh ta biết thực lực của Diệp Vô Phong đã mạnh hơn trước kia rồi. Và điều này đối với Long Môn đương nhiên là rất tốt, cho dù Diệp Vô Phong muốn trừng phạt anh ta, anh ta cũng sẵn sàng chấp nhận sự trừng phạt như vậy. Diệp Vô Phong thờ ơi nhìn đường chảm, lúc này đường chảm chỉ có thể bất lực thở dài, lão đại, em thật sự chỉ muốn tốt cho anh thôi, anh nghĩ xem, nếu như anh giết chết lộ á, thì trong tương lai nếu anh xông ra khỏi hoa hạ, thứ mà anh phải đối mặt chính là sự tra hỏi của đám lão già ở Long Môn kia, chẳng phải anh vẫn luôn cảm thấy những chuyện này rất phiền phức sao. Sau khi Diệp vô phong thu hồi trạng thái của mình, anh có vẻ không vui, nhưng anh cũng biết đường chảm nói đúng, chính vì vậy mà anh mới thở ơ nói, được rồi, tôi biết cậu muốn tốt cho tôi, nhưng chỉ lần này thôi, nếu lần sau cậu dám đứng ở phía đối lập với tôi, tôi nhất định sẽ thiến cậu. Đường chảm chỉ cảm thấy hai chân như bị thắt lại, anh ta biết Diệp Vô Phong nói được thì làm được, nên chỉ ngượng ngùng cười nói, yên tâm đi, không có lần sau nữa, lão đại, em còn tưởng rằng anh mất lý trí nên mới làm ra chuyện như vậy. Nếu hiện tại anh đã ổn rồi thì em tuyệt đối sẽ không xen vào chuyện của anh nữa. Diệp Vô Phong nhìn xung quanh, bây giờ nhà họ Triệu đã bị đánh tan tành, bây giờ lục soát đồ vật của nhà họ Triệu, dù sao vẫn phải lấy bức phúc đồ kia ra. Đường chảm cười nói, việc này em đã cho người làm rồi, bọn tiểu yêu đã tới đó tìm kiếm rồi. Diệp vô phong gật đầu, cũng không biết bọn họ có lấy được bức tranh hay không. Phải biết rằng nhà họ triệu còn rất nhiều tài sản ở Mã Tây. Nếu bức tranh ở Mã Tây thì sẽ có chút phiền phức. Đường chảm nói, có gì phiền phức chứ? Long môn của chúng ta cũng có một nơi đóng quân ở Mã Tây. Muốn tìm được bức tranh thì anh có thể ra lệnh là được rồi. Diệp vô phong chỉ liếc mắt nhìn đường chảm, đường chảm lập tức im lặng. Đường chảm biết mình lại vạch trần tâm tư của mình, nhưng Diệp Vô Phong lúc này cũng không nói gì, mà là đi ra ngoài. Anh biết lần này dựa vào thực lực của chính mình, đã đánh tan nhà họ triệu, tất cả đều là do lộ á xuất hiện. Lộ á xuất hiện nhất định là trùng hợp, nhưng lần trùng hợp này lại giúp anh triệt hạ luôn nhà họ triệu. Du Kinh Hồng vội vàng chạy đến nhà họ triệu, đến nơi thì trận chiến đã kết thúc, trên người Diệp Vô Phong có nhiều vết thương, sau khi bước lên Cô ta có chút kinh ngạc nói, không có mấy người có thể khiến anh nhiều vết thương như vậy đâu. Anh đường đường là chỉ huy Long môn mà cũng sẽ bị người ta đánh bị thương sao? Diệp Vô Phong bất lực nói, tôi cũng không phải thần tiên gì, tất nhiên tôi sẽ bị thương, hơn nữa tôi đã già rồi, tôi không còn là người bốc đồng như trước nữa, cô hẳn là biết điều này mà, chúng ta cũng coi như đã quen biết nhau lâu rồi mà phải không? Du Kinh Hồng lạnh nhạt nói, thật sao? Sao tôi không biết, nhưng lần đầu tiên gặp anh, anh rất hăng hái, hoàn toàn không giống như bây giờ. Anh đã kết hôn rồi, trở thành một ông chú béo ục ịch rồi. Diệp Vô Phong trợn tròn mắt, đua gì vậy, tại sao tôi lại trở thành một ông chú béo ú chứ, hiện tại tôi vẫn rất đẹp trai đấy. Du Kinh Hồng lấy ra một bộ sơ cứu, băng gạc và một số loại thuốc trị vết thương do bị đâm. Những động tác này rất tự nhiên, nhưng Đường chảm đang ở bên cạnh nhìn thì lại cảm thấy không hề đơn giản trong mắt đường chảm tràn đầy kinh ngạc, nhưng nhanh chóng nở một nụ cười đầy ẩn ý nhìn Diệp vô phong. Diệp vô phong chỉ có thể trừng mắt nhìn đường chảm, anh biết nhất định là đường chảm lại hiểu lầm. Nhưng bây giờ anh biết vết thương của mình thật sự cần chữa trị, nên khi Du Kinh Hồng giúp anh chữa trị, anh cũng không hề từ chối. Đường chảm vội vàng rời khỏi nơi này, chỉ còn lại Du Kinh Hồng và Diệp vô phong, xung quanh tối om, không ai biết hai người bọn họ đang làm gì tiểu yêu tìm thấy bức tranh cổ mà Du Kinh Hồng cần trong nhà kho của nhà họ Triệu, trên mặt mang theo ý cười, nhưng khi anh ta chuẩn bị đi ra ngoài, trước mặt anh ta xuất hiện một người. Tiểu yêu ngạc nhiên cười nói, thì ra là Tây Hồng à, sao anh lại ở chỗ này? Tây Hồng thờ ơ nói, các người ra tay với nhà họ Triệu chỉ để tìm bức tranh này đúng không? Đúng thì sao, anh định lấy bức tranh này à? Tiểu yêu lạnh lùng hỏi. Tây Hồng lắc đầu, đương nhiên không phải, chúng tôi cũng đã nhìn ra thực lực của tư lệnh Diệp, đương nhiên biết nếu chúng tôi ra tay, nhất định sẽ bị anh ta giết chết. Nhưng tôi vẫn muốn nói với các anh một điều, bức tranh thực sự thiếu một phần, và tôi biết một phần đó ở đâu. Tiểu yêu ngạc nhiên nhìn Tây Hồng, Tây Hồng gật đầu, nếu muốn lấy phần còn lại của bức tranh, chúng ta có thể thảo luận điều kiện. Tiểu yêu suy nghĩ một chút, nhanh chóng nói, như vậy thì cũng được, nhưng dù sao thì tôi cũng cần phải thảo luận với lão đại của mình. Anh biết đấy, tôi chỉ là cấp dưới, còn toàn quyền quyết định đều nằm trong tay lão đại của tôi. Tây Hồng gật đầu, đương nhiên không vội, dù sao nếu sốt ruột thì cũng chỉ các người sốt ruột thôi. Tôi chờ các anh, chắc là anh có thông tin liên hệ của tôi rồi chứ. Tiểu Yêu nói, tất nhiên, tất cả mọi người đều đến từ Long Môn, để tìm thấy thông tin liên lạc của anh vẫn rất đơn giản mà. Bấy giờ Tây Hồng mới rời khỏi nơi này. Tiểu Yêu nhìn về phía Tây Hồng đang rời đi, nhanh chóng nở nụ cười, đúng là lợi hại, người bên cạnh lộ á thật sự không đơn giản, nhưng những người như vậy rất dễ trở mặt, cũng không biết lộ á có biết hay không. Tiểu yêu cũng không quan tâm lắm, mà trước tiên giao, tường long hiến thụy, cho Diệp vô phong, đương nhiên trước đó anh ta sẽ in một phần ra trước, sau đó sẽ giao ra. Phải biết rằng bây giờ tất cả các bức tranh của họ đều đã có rồi. chương 768, Thủ Hạ không hề trung thành. Tất nhiên, vẫn còn 4 bức tranh nữa, nhưng chỉ cần tiếp tục tìm kiếm và nhân cơ hội để những người của Cục Hồng Thuẫn tạo ra một bản sao, vậy thì tất cả các bức tranh đã đầy đủ rồi. Đương nhiên, Diệp Vô Phong không muốn lấy cái gọi là bảo vật gì cả, nhưng anh muốn đề phòng một số chuyện không cần thiết xảy ra. Du Kinh Hồng đã băng bó cho Diệp Vô Phong xong rồi, lúc này đang rừng dưng nhìn xung quanh, nhìn thấy tiểu yêu đi tới, lập tức cười nói, xem ra đã tìm được bức họa cổ của tôi rồi. Diệp Vô Phong gật đầu, xem ra, hiện tại đã thu hết tất cả tranh cổ rồi. Su Kinh Hồng vui vẻ nói, mặc dù vẫn còn thiếu một phần, nhưng tôi tin rằng tất cả các bức tranh cổ sẽ sớm được thu thập, và nhiệm vụ của chúng ta coi như sẽ hoàn thành. Diệp Vô Phong tò mò nói, tôi còn tưởng rằng ngoài bức hỏa cổ trong tay tứ đại gia tộc, các người đã thu thập xong bốn bức còn lại rồi chứ, không ngờ vẫn còn thiếu một bức hỏa. Su Kinh Hồng cũng rất bất lực về việc này, cô ta nói, tôi không thể làm gì được, bức tranh cuối cùng cũng không có manh mối nên đã bị trì hoãn, nhưng Cục Hồng Thuẫn đã phái tất cả các cơ quan tình báo đi tìm, tôi tin sẽ sớm tìm được thôi. Lúc này, Tiểu Yêu mới cười nói, tôi tin các người sẽ tìm được. Dù sao các người cũng đã thu thập nhiều bức họa cổ như thế rồi. Du Kinh Hồng gật đầu. Sau khi mấy người ra khỏi nhà họ Triệu, Diệp Vô Phong trở về khách sạn của mình, lúc này công ty Ái Hoa bắt đầu thu mua nhiều xí nghiệp của nhà họ Triệu, muốn thôn tính toàn bộ xí nghiệp của họ Triệu, các xí nghiệp ở Tây Sơn liền phát hiện ra, cái tên này vẫn không hề có tiếng tăm gì, chưa bao giờ lọt vào tầm mắt của họ, thế mà chỉ sau một đêm đã trở nên khổng lồ như thế. Sau khi Tiểu Yêu và Diệp Vô Phong trở lại khách sạn, Tiểu Yêu nói với Diệp Vô Phong, lão đại của lão đại, vừa rồi có cô gái kia nên tôi không nói, thực ra tôi đã có manh mối của bức tranh cuối cùng rồi. Diệp Vô Phong kinh ngạc nhìn Tiểu Yêu, Tiểu Yêu cười nói, là Tây Hồng nói cho tôi biết, hắn nói hắn biết bức họa cuối cùng ở nơi nào, nhưng lại muốn cùng chúng ta thương lượng điều điện, xem ra là muốn thu chút lợi ích. Tiểu yêu không giấu giếm Diệp vô phong bất cứ điều gì, bởi vì anh ta biết cho dù anh ta nói cho đường chảm, đường chảm cũng sẽ nói cho Diệp vô phong ngay lập tức. Và chính vì điều này mà anh ta sẽ nói trước với Diệp vô phong, sau đó sẽ quay lại nói với đường chảm sau, kết quả vẫn như cũ. Và đường chảm sẽ không thể trách anh ta. Lời nói của tiểu yêu khiến Diệp vô phong vô cùng ngạc nhiên, anh hỏi, có phải Lộ Á bảo Tây Hồng đến nói cho cậu biết chuyện này không? Tiểu Yêu lắc đầu, không phải đâu, hình như là Tây Hồng tự đến nói với tôi sau khi biết chuyện này, còn Lộ Á thì không biết. Diệp Vô Phong xúc động nói, Long Môn thật sự thụt lùi rồi, chuyện như vậy cũng đã xảy ra, thuộc hạ dưới tay giấu giếm đội trưởng của mình làm chuyện như vậy, tôi nghĩ chắc là cậu ta muốn trở thành tứ đại thiên vương, hoặc là muốn tự thành lập đội riêng và trở thành một tổ chức cấp dưới của Long Môn tiểu yêu nhìn diệp vô phong với vẻ khó hiểu phải biết rằng nếu tây hồng muốn làm điều này lộ á tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh ta tất nhiên hành vi này chính là tự tìm đường chết nhưng nói như vậy không phải lộ á sẽ giết chết tây hồng sao tiểu yêu đã rất nghi ngờ về điều này diệp vô phong thờ ơ nói loại chuyện này không thể làm được nếu chúng ta thật sự giúp tây hồng thành lập tổ chức vậy thì lộ á dù có tức giận đến đâu cũng không thể làm gì được tây hồng trừ phi bản thân Lộ Á không muốn trở thành chỉ huy của Long Môn. Tiểu yêu ngạc nhiên nhìn Diệp Vô Phong, không ngờ Tây Hồng lại tính toán được tất cả những yếu tố này. Diệp Vô Phong nói, nhưng mà quên đi, nếu cậu ta biết được vị trí của bức hòa cuối cùng, vậy thì cứ để cậu ta thành lập tổ chức cũng không thành vấn đề, và việc Lộ Á khó chịu cũng không liên quan gì đến tôi, chỉ có thể nói thủ hạ của anh ta không trung thành thôi, người khác cũng chỉ ghét bỏ Lộ Á một chút, sẽ không ảnh hưởng đến con đường của Lộ Á. Tiểu yêu chỉ biết một chút về những chuyện này, với tư cách là thuộc hạ của đường trảm, anh ta đương nhiên sẽ không để ý quá nhiều đến chuyện của người khác. Anh ta chỉ cần đi theo đường trảm và làm những việc theo lời đường trảm là tốt rồi. Đương nhiên Diệp vô phong cũng không quan tâm nhiều như vậy, anh trở về chỗ ở của mình trước, sau đó xử lý vết thương, thật ra cũng không có gì xử lý, y du kinh hồng đã băng bó khá tốt rồi, lại còn hết sức cẩn thận. Nằm trên giường, Diệp vô phong đã ngủ thiếp đi, anh biết chuyện này rốt cuộc đã được giải quyết. Và bây giờ việc anh phải làm là hồi phục chấn thương trước, nhà họ Triệu có lẽ sẽ không thể lật ngược tình thế, chắc là sẽ rời khỏi Tây Sơn và đến Mã Tây phát triển. Ngày hôm sau, Hoa Vũ, chủ tịch công ty Ái Hoa tìm tới cửa, vào khách sạn của Diệp Vô Phong, anh ta thuận thế ngồi xuống, sau đó nhanh chóng vui vẻ nói, Chủ tịch Diệp, chúng ta đã chiếm được 60% cổ phần của nhà họ Triệu rồi, bởi vì Triệu Lỗi Phong vẫn đang nắm giữ phần còn lại, Chúng ta chỉ có thể chờ xem thế nào trước thôi." Diệp Vô Phong kinh ngạc nói, "Triệu Lỗi Phong vẫn chưa bán tháo tài sản trong tay sao?" Hoa Vũ lắc đầu, "Không có, nhưng tôi đoán cũng sợ so rồi. Bây giờ toàn bộ xí nghiệp ở Tây Sơn đều đang trông ngóng, hiện tại nhà họ Triệu đã không có cách nào tiếp tục ở lại Tây Sơn, bây giờ rất nhiều người đang dậu đổ bìm leo." Diệp Vô Phong nói, "Nếu không sai thì tôi đoán Triệu Lỗi Phong còn có chuyện muốn làm, nhưng tôi nghĩ lại Hình như ông ta không có cơ hội đấu với cục Hồng Thuẫn mới đúng chứ? Hoa Vũ lắc đầu, anh ta không hiểu chuyện này, dù sao anh ta cũng biết rất nhiều chuyện trong số đó không phải chuyện thương mại, mà bản thân Hoa Vũ cũng chỉ quản lý chuyện thương mại, cho nên anh ta chỉ nghe Diệp Vô Phong nói những điều này mà thôi, thực sự không hiểu lắm. Diệp Vô Phong nói, tiếp tục làm chuyện của anh đi, đừng buông tha cho sản nghiệp của nhà họ Triệu, tôi đoán công ty Hoa Cường cũng sắp tới rồi đến lúc đó trực tiếp gióng chống làm nhà họ triệu sụp đổ là được. Về phần những xí nghiệp ở Tây Sơn, để lại một ít nước cho họ là được rồi, chắc là bọn họ cũng sẽ rất vui lòng rồi. Hoa Vũ hài lòng gật đầu rồi rời đi. Diệp vô phong đứng trước cửa sổ cao từ trần đến sàn nhìn khung cảnh bên ngoài, lúc này thành phố Tây Sơn đầy xe cộ qua lại, cũng không có mấy người biết rằng mạch nước ngầm đã bắt đầu khởi động. Triệu lỗi phong còn muốn làm gì nữa ư? Dù sao bây giờ nhà họ triệu đã suy sụp rồi, Ông ta tiếp tục ở trong tình trạng sắp chết như vậy cũng không có gì tốt. Tốt hơn hết là nhanh chóng vứt bỏ hết tài sản đi, sau đó đến Mã Tây. Chương 769, trận chiến không thể không đánh. Diệp Vô Phong không biết sốt cuộc Triệu Lỗi Phong muốn làm gì, nhưng anh biết nhất định phải đề phòng Triệu Lỗi Phong vẫn còn giữ lại một thủ đoạn. Nhưng hiện tại rõ ràng ông ta không có gì cả mới đúng, nhà họ Triệu đã bị đánh tan, ông ta còn có thể làm gì chứ? Diệp Vô Phong không hiểu chuyện này. Ngay cả lão mộ cũng chỉ còn lại nửa cái mạng, chắc hẳn triệu lỗi phong không có lý do gì để đưa lão mộ ra cả, nhưng nếu không có lão mộ thì việc giết Du Kinh Hồng là chuyện không có khả năng. Đúng lúc này, Hồng Á Phương đột nhiên gọi tới. Diệp Vô Phong có chút khó hiểu kết nối điện thoại, có chuyện gì à? Hồng Á Phương vội nói, anh mau cứu đội trưởng đi. Không biết tại sao nhà họ triệu lại liên thủ với quân đội hiện tại có một đại đội quân đang vây quanh nhà đội trưởng đã đột phá rồi diệp vô phong nghe vậy thì sững sờ không ngờ nhà họ triệu thật sự còn thủ đoạn như vậy điều khiến anh kinh ngạc hơn nữa là triệu lỗi phong còn có thể kéo người của quân khu lên thuyền điều này hoàn toàn không nên xảy ra diệp vô phong hơi ngạc nhiên vì điều đó nhưng trước tiên anh vẫn phải đến nơi du kinh hồng ở anh cũng biết rằng mặc dù thực lực của du kinh hồng rất mạnh nhưng vẫn không thể chống lại cả một đại đội quân đội và người thường có điểm khác biệt rất lớn, nhất là trên phương diện hiểu ý đoàn kết phối hợp với nhau. Chỉ là anh vẫn không hiểu tại sao người của quân khu lại được nhà họ Triệu trọng dụng. Anh vẫn luôn không biết chuyện này, nhưng bây giờ anh vẫn biết trước tiên phải giải cứu Du Kinh Hồng, đặc biệt biết rằng với tư cách là đội trưởng của cục Hồng Thuẫn, Du Kinh Hồng tuyệt đối không muốn trở thành kẻ thù của đám quân lính này, thậm chí giết nhầm những người lính này cũng sẽ bị phạt dập nặng nề. Luật lệ ở đây luôn rất nghiêm khắc. Dù các thành viên của Cục Hồng Thuẫn có quyền lực tiền trảm hậu tấu, nhưng một khi xảy ra sự cố thì hình phạt cũng rất nghiêm trọng. Vì vậy, bây giờ anh biết, Du Kinh Hồng chắc hẳn không thể ra tay toàn lực. Lúc này trong phòng của Du Kinh Hồng, vẻ mặt của cô ta khá ảm đạm, không ngờ lại bị người một nhà vây quanh, đám binh lính này dường như muốn giết cô ta, cô ta biết mình đang gặp nguy hiểm. Những người lính bên dưới có thể ra tay với cô ta, nhưng cô ta biết rằng mình không thể ra tay. Lão đại Mau trốn đi, chuyện này cứ giao cho tôi, tôi sẽ ngăn cản bọn họ." La Tử Đàn nghiến răng nghiến lợi nói. Du Kinh Hồng thở ơ nói, "Bây giờ anh còn nói những câu như thế này à? Nếu muốn đi thì cũng là anh đi, tôi sẽ giúp anh ngăn cản, anh không thể ngăn cản bước tiến của bọn họ thì dựa vào cái gì mà có thể đối chiến với một đội quân chứ?" La Tử Đàn nghiến răng nghiến lợi nói, "Tôi có thể đặt bom trong toàn bộ tầng lầu, nếu bọn họ dám xông lên, tôi sẽ trực tiếp cho nổ tung giết chết bọn họ." Du Kinh Hồng cười khúc khích, vậy là anh định ra tay với người một nhà à? Anh có biết kết quả cuối cùng là như thế nào không? Đó là anh đã lạm dụng quyền lực của mình, sẽ bị kéo ra ngoài xử bắn đấy. La Tử Đàn tức giận nói, tại sao? Rõ ràng là bọn họ ra tay với chúng ta, chúng ta không thể đánh trả sao? Du Kinh Hồng chế nhạo nói, hiện tại anh mới biết ập. Nhà họ triệu rõ ràng đã lấy hết quân bài tẩy, cho dù là hy sinh những người được nuôi dưỡng ở quân khu nhiều năm như vậy. Du Kinh Hồng biết nếu không có chuyện này, nhà họ Triệu sẽ không có cách nào xâm nhập vào quân khu, ngay từ đầu nhất định đã nuôi một người lính, để hắn từng bước leo lên, như vậy mới có thể có cơ hội thâm nhập vào bên trong quân khu Tây Sơn. Nhưng Du Kinh Hồng biết loại phương pháp nuôi dưỡng này dùng để cứu mạng lúc nguy cấp nhất, bây giờ Triệu Lỗi Phong thực sự dùng nó để giết cô ta, thủ đoạn này thật sự khá có tâm tư. Lúc này cô ta cũng biết mình chỉ có thể chạy trốn lên trên, không thể rơi vào bẫy của Triệu Lỗi Phong. Nếu thật sự khiêu chiến với đội ngũ này, vậy thì sẽ là cảnh tượng mà Triệu Lỗi Phong muốn nhìn thấy nhất. Triệu Lỗi Phong nghĩ bản thân chạy trốn với Mã Tây là có thể phủi sạch quan hệ với chuyện này, nhưng ông ta không hề biết rằng chuyện này đã đụng tới phải ngược của bên trên, ông ta tuyệt đối không thể rời khỏi nơi này. Cho dù có đi tới Mã Tây cũng tuyệt đối không có cách nào an toàn. Du Kinh Hồng lạnh lùng nói, "La Tử Đàn đã chuẩn bị đầy đủ trang bị trên người, anh ta đang nhìn Du Kinh Hồng." anh ta đang đợi lệnh của Du Kinh Hồng. Du Kinh Hồng hít sâu một hơi, cho nên bây giờ triệu lỗi phong liều mạng muốn kéo chúng ta xuống nước, nếu lúc này bốc đồng, chúng ta nhất định sẽ thất thủ trong kế hoạch của ông ta, cho nên chúng ta chỉ có thể chạy trốn, nếu thoát ra ngoài thì sẽ phá hủy kế hoạch của ông ta. La tử đàn không cam lòng, dù sao anh ta cũng biết từ đầu đến giờ nhà họ triệu liên tục tấn công bọn họ, mà bọn họ chỉ có thể tiếp tục chạy trốn, giống như không hề có năng lực địch lại được nhà họ triệu nhưng la tử đàn biết rằng nếu họ thực sự muốn tấn công nhà họ triệu cục hồng thuẫn có thể làm được du kinh hồng nhìn la tử đàn định đi xuống nắm lấy cổ áo la tử đàn bây giờ chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi này nếu họ có thể tìm thấy chúng ta có nghĩa là họ có thể tìm thấy hồng á phương và la tử nghiệp chẳng lẽ anh muốn ở nơi này dây dưa mãi sao không cần tính mạng của em trai anh nữa phải không hai mắt la tử đàn đỏ hoe đương nhiên anh ta biết ý tứ này nhưng anh ta không chịu nổi loại tức giận này nên nghiến răng nghiến lợi nói dù tôi có làm gì tôi cũng phải khiến bọn họ phải trả giá du kinh hồng gật đầu đừng lo lắng họ sẽ không thể trốn thoát đâu nếu họ đã làm loại chuyện này các xí nghiệp của họ ở mã tây cũng sẽ xong đời thôi cho dù cục hồng thuẫn không ra tay các tổ chức khác chắc chắn sẽ phải hành động cô ta kéo la tử đàn đi lên trên họ nhanh chóng lên đến đỉnh của tòa nhà và lúc này trên đỉnh của tòa nhà không có chỗ nào để trốn dường như họ không thể rời khỏi tòa nhà này người bên dưới đã lên rồi, nếu không nhanh chóng đi xuống, chúng ta nhất định sẽ trở thành mục tiêu sống của bọn chúng. La tử đàn nghiến răng nói. Khuôn mặt du kinh hồng lúc này rất u ám, cô ta nói, chúng ta đi ra ngoài đầu hàng, tôi hy vọng mệnh lệnh mà họ nhận được không phải là giết chúng ta. La tử đàn tức giận nói, chẳng lẽ chúng ta phải giao tính mạng của mình cho bọn họ sao? Đội trưởng, cô có biết người của nhà họ triệu tàn nhẫn như thế nào không? Cô cầu xin bọn họ đừng giết cô, Vậy thì chi bằng chúng ta trực tiếp xông ra giết là được rồi. Du Kinh Hồng rừng rưng nhìn La Tử Đàn, anh chỉ muốn chút giận trong lòng thôi, nhưng anh có biết nếu thật sự làm như vậy, kết quả cuối cùng sẽ là chết ở nơi này không? Chương 770, cứu viện. Xu Kinh Hồng rất nghiêm túc nhìn La Tử Đàn, cho dù không chết ở nơi này, cũng đã chết trong phiên tòa của cục Hồng Thuẫn. Anh biết đấy, họng súng của chúng ta không được nhắm vào người một nhà. La Tử Đàn biết điều này nhưng anh ta thực sự không muốn tiếp tục chạy trốn một cách hèn nhát như vậy đặc biệt những quân lính này đều do nhà họ triệu gọi tới du kinh hồng lấy dao găm ra thờ ơ nói nhưng sao trên thực tế ai trong chúng ta cũng có thể cứu mạng một người đương nhiên tôi biết rằng mạng sống của mình không bao giờ có thể trao cho người khác cho nên ngay từ đầu tôi đã không có ý định đầu hàng la tử đàn có chút khó hiểu nhìn du kinh hồng lúc này du kinh hồng đã vội vàng đi xuống anh cứ đợi trên đỉnh của tòa nhà đi, chờ tôi giết hết đám lính bên dưới hãng xuống. Những lời này truyền đến tai của La Tử Đàn, tuy rằng anh ta muốn nhanh chóng đi xuống nhưng không còn thấy bóng dáng của Du Kinh Hồng nữa, cho nên anh ta cũng biết nếu đi xuống ngay lúc này nhất định sẽ hy sinh thêm một người nữa mà thôi. Anh ta nghiến răng, cảm thấy rất ái náy. Nhưng vào lúc này, từ phía dưới truyền đến một tiếng hét khiến anh ta hơi giật mình diệp vô phong hờ hững nhìn những người lính này các anh là người của tiểu đoàn nào mà dám làm ra chuyện như vậy lúc này dưới chân anh đã có hai người lính ngã xuống những binh lính khác đều rất kinh ngạc không biết từ lúc nào lại có người ở phía sau còn đánh ngã hai đồng bọn tất cả đều đang bối rối nhưng ngay sau đó một số binh lính đã chĩa súng về phía diệp vô phong nhưng diệp vô phong lúc này lại đột ngột lao tới đi đến đâu thì những người lính này đều bị gãy tay hoặc gãy chân bởi vì cầu thang đã quá hẹp nên những người lính này không có cách nào để nổ súng trước, họ biết nếu họ nổ súng thì sẽ tránh khỏi việc gây thương tích cho đồng đội của họ. Và điều này hoàn toàn không được phép. Nhất thời, bọn họ chỉ có thể rút vũ khí cận chiến xông tới chỗ Diệp Vô Phong, tất cả đều là đều là dao găm nhật. Lúc này, quân đội Hoa Hạ cũng đã được trang bị dao găm nhật, vì dao găm nhật rất hữu dụng trong chiến đấu. Điều khác biệt nhất của dao găm nhật và dao găm thông thường là có một rãnh trên lưỡi dao găm nhật, và rãnh này có thể bơm không khí trực tiếp vào cơ thể kẻ thù khi đâm xuyên qua cơ thể kẻ thù, khiến vết thương không thể khép lại và cơn đau sẽ dữ dội hơn. Loại dao gam nhật này luôn rất lợi hại khi giết kẻ thù, nhưng anh cũng biết rằng điều này dựa trên thực tế là dao gam nhật có thể đâm đối phương. Sở dĩ anh không sử dụng dao gam nhật là vì dao gam của anh nếu đâm vào kẻ địch thì nhất định sẽ giết chết kẻ địch, hoàn toàn không cần phải hút máu gì cả. Vì vậy, những người có thực lực mạnh mẽ không quan tâm đến việc họ sử dụng dao găm bình thường hay dao găm Nhật, bởi vì các cao thủ đều sẽ chỉ tìm kiếm một kích giết chết người khác. Trên đường hướng lên trên, chỉ cần đi qua những người lính là Diệp Vô Phong có thể đánh ngã họ xuống đất. Chỉ là Diệp Vô Phong cũng biết loại cận chiến này không thể tiếp tục mãi được. Quả nhiên, bọn lính phía sau quay họng súng về phía Diệp Vô Phong, bởi vì bên cạnh Diệp Vô Phong lúc này không có ai, cho nên bọn họ có thể tự tin nổ súng. Diệp Vô Phong một tay nắm lấy lan can, sau đó từ trên lan can lật người xuống, viên đạn xẹt qua bên hông anh, thật nguy hiểm. Sau khi Diệp Vô Phong ngã xuống đất, anh lớn tiếng nói với binh lính phía trên, các người ra tay với người một nhà khá tàn nhẫn đấy. Các người đã từng nghĩ nếu trở về quân doanh sẽ nhận hình phạt gì chưa? Bọn lính này đang rất hoang mang, lệnh họ nhận được là phải đến đây giết hai tử tù, bởi vì thực lực của hai tử tù này rất mạnh, thủ đoạn lại rất tàn nhẫn. Cho nên chỉ cần họ nhìn thấy là không cần biết đối phương có đầu hàng hay không, phải trực tiếp giết ngay. Đây là mệnh lệnh do cấp trên giao cho họ. Họ thậm chí không biết họ sẽ giết ai, họ là những người lính, vì vậy chỉ cần làm theo lệnh là được rồi. Diệp Vô Phong biết bọn họ không biết bản thân đang làm cái gì, liền lớn tiếng nói, các người bị cấp trên lừa gạt rồi, hai người phía trên hoàn toàn không phải tử tù, hai người phía trên là của tổ chức chính phủ, việc các người đang làm là giết chết hai sĩ quan của chính phủ đấy. Các người nghĩ điều này hợp lý sao? Tất cả binh lính đều hơi ngạc nhiên, nhưng họ vẫn chia thành hai nhóm, một đi lên và một đi xuống. Mặc dù rất bối rối trước lời nói của Diệp Vô Phong, nhưng họ vẫn phải bắt đầu nhiệm vụ của mình, mục đích của họ là giết hai người phía trên, còn người phía dưới này thì tất nhiên họ không biết danh tính của anh là gì, nhưng nếu đã dám ngăn cản họ thì chắc cũng là đồng bọn của hai người phía trên. Vì vậy, họ định sẽ không buông tha cho ai cả. Lúc này Diệp vô phong nghe thấy động tính trên cầu thang, anh hít sâu một hơi lao ra ngoài, sau khi đi ra ngoài liền nhìn đến ống nước rồi leo thẳng lên. Anh biết rằng điều duy nhất anh có thể làm bây giờ là trì hoãn thời gian, hoặc ít nhất là trì hoãn cho đến khi lộc thâm lâm đến giải cứu. Dù sao thì hiện tại cũng chỉ có lộc thâm lâm mới có thể cứu Du Kinh Hồng. Mặc dù lộc thâm lâm là phế vật trong chiến đấu, nhưng anh ta là thành viên của Cục Thanh tra Quốc gia và có thể giám sát tất cả các tổ chức trong nước. Cho nên bây giờ quân trại ở Tây Sơn xảy ra vấn đề như vậy, đương nhiên Lộc Thâm Lâm có thể ra tay tìm người đó. Lộc Thâm Lâm nghe được chuyện này thì rất vui mừng, vội vàng chạy về ngay lập tức. Lộc Thâm Lâm biết rằng nếu kẻ phản bội mà Diệp Vô Phong nói bị bắt, anh ta nhất định sẽ có công lao khi đến Tây Sơn lần này, bên trên nhất định sẽ coi trọng điểm này và có thể thăng chức cho anh ta. Lộc Thâm Lâm rất phấn khích, lập tức gọi điện cho Cục Thanh tra Quốc gia, sau đó toàn bộ tin tức về việc điều tra kẻ phản bội sẽ đều thuộc về công lao của anh ta. Cục thanh tra quốc gia đương nhiên rất sửng sốt, bọn họ hoàn toàn không biết đang xảy ra chuyện gì, đi theo cục hồng thuẫn thi hành nhiệm vụ mà lại tìm được kẻ phản bội trong doanh trại. Nhưng bọn họ đương nhiên biết Lộc Thâm Lâm cũng là một thành viên của cục thanh tra quốc gia, anh ta sẽ không bao giờ nói những điều vô nghĩa. Nếu không có đầy đủ bằng chứng thì anh ta sẽ không làm một điều như vậy. Vì thế, Cục Thanh tra Quốc gia cũng đã hành động ngay lập tức. Lộc Thâm Lâm tự hào đến doanh trại quân đội ở Tây Sơn, lớn tiếng nói với lính canh, bảo người lớn nhất ra ngoài gặp tôi, tôi đến từ Cục Thanh tra Quốc gia. Người thủ vệ này chỉ thờ ơ nhìn Lộc Thâm Lâm, hoàn toàn không quan tâm đến Lộc Thâm Lâm, về phần Cục Thanh tra Quốc gia, anh ta hoàn toàn không quan tâm. Cho dù là người của Cục Thanh tra Quốc gia, chỉ cần trong doanh trại không có sai phạm lớn, bọn họ cũng không thể kiểm soát nổi. Chính vì biết rõ điều này nên tên thủ vệ mới dám kiêu ngạo như vậy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 770.